những cái tác dụng phụ của thuốc trị HP mà người bệnh nên biết? Cái chữ HP là gì? Là viết tắt của chữ Helicobacter pylori. Nó là một cái xoắn khuẩn là tác nhân gây ra bệnh loét dạ dày, ha, loét dạ dày. Nghĩa là nếu cái người bị loét dạ dày mà không có HP là thì nó là nhẹ, nhưng mà đã loét mà có HP thì nó đi đến nặng hơn, nghĩa là phải khó trị. Và hiện nay là y học hiện đại người ta sử dụng hai nhóm kháng sinh, một cái gram âm và một gram dương, nghĩa là thí dụ như amoxicillin thì còn thêm cái chloramphenicol nữa, là để mà điều trị cái con HP đó. Cho nên là càng về lâu rồi điều trị lâu dài nó làm cho người người bệnh mệt mỏi thêm. À, nói tóm lại tức là đã có HP rồi là coi như là bệnh khó khó lành, có khi là 3 tháng rồi nhưng mà đi đi thử lại cứ nghĩ là nó hết đi, bằng cách là thở bong bóng thấy là nó âm tính nghĩ là nó hết, thử máu thấy hết, nhưng mà thực sự nó vẫn còn tồn động ở trong máu, trong dạ dày, nó chưa không có hết hẳn đâu. À, thành ra cái điều trị HP rất là cực. À.